Thanh Huyết Trì bây giờ khủng bố dị thường, Chu Nguyên có gan bước vào trong đó cho dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng khó mà chạy thoát. Thanh niên cũng không phải đầu đất, không cần bản thân tự mình bước vào trong đó. Hai tay đột nhiên kết ấn, những ngọc bài liền chui vào chỗ sâu huyết trì, trong nháy mắt ở chỗ sâu của Thanh Huyết Trì chợt có hào quang nở rộ. Những mảnh vỡ của khác của Thương Huyền Thánh Ấn như có cảm ứng với ngọc bài của Chu Nguyên cũng phát sáng theo. Chu Nguyên nhìn chăm chăm vào chỗ đó, thần sắc chợt cười cười nói, cuối cùng đã tìm thấy các ngươi rồi, bây giờ ta sẽ giúp các ngươi một lần nữa hoàn chỉnh lại. Tất cả mảnh vỡ bắt đầu cảm ứng liên kết trực tiếp bay đến phong ấn trên ngọc bài của Chu Nguyên. Mà lúc này, bọn người Thanh Dương trưởng giáo cảm thấy uy áp thánh giả càng trở nên mạnh mẽ thì lo sốt vó mà hét lên, Chu Nguyên, Thánh Nguyên sắp đột phá rồi. Gấp cũng vô dụng, Chu Nguyên lắc đầu không có nhìn về phía chỗ Thánh Nguyên, trước mắt cách duy nhất mà Chu Nguyên có thể dùng để khống chế thủ đoạn của Thánh Nguyên chỉ có thể là Thương Huyền Thánh Ấn. Trong lúc mọi người lo xoắn đít thì tại chỗ sâu huyết hải kia, bốn mảnh vỡ thánh văn đột nhiên có quang văn thần bí nổi lên. Rất nhiều mảnh vỡ thánh ấn nhanh chóng tụ lại bốn đạo thánh văn hình thành một cái quang cầu. Đồng thời cùng lúc này, vô số người trong Thương Huyền Minh sắc mặt kịch biến, bọn họ nhìn thấy Thánh Liên Chi bao trên đỉnh đầu Thánh Nguyên đã hoàn toàn biến thành một cái hoa sen nở rộ, ai nấy ôm đầu há hốc mồm. Không không, Thánh Nguyên đã thành thánh rồi. Lúc này Thánh Nguyên đứng dậy, Thánh Liên đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, Thương Huyền, cuối cùng ta đã bước vào thánh giả cảnh rồi. Ta đã từng nói qua, cuối cùng ta nhất định sẽ thay thế ngươi. Huyết hồng chi hoa từ trong Thánh Liên lan tỏa ra cả bình nguyên, đây chính là lực lượng thánh giả đủ để cải thiên hoán địa. Tiến vào thánh giả cảnh, Thánh Nguyên cung chủ không thể nghi ngờ là nhân vật khủng bố nhất ở phiến thiên địa này. Hắn lập tức khóa chặt đám người Chu Nguyên, Thanh Dương trưởng giáo và đông đảo cường giả pháp vực. Thánh Nguyên mỉm cười nói, Chu Nguyên, năm đó có thể khiến cho người như ngươi chạy như có nhà có tang, bây giờ vẫn vậy, các ngươi đều có thể đi chết được rồi. Hắn giơ ngón tay lên, một quả cầu lửa khổng lồ như mặt trời chói chang vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trong đó lực lượng thánh giả cực kỳ khủng bố. Chớp mắt một cái, quả cầu này phá không trực tiếp lao xuống đám người Chu Nguyên, Thanh Dương trưởng giáo. Chu Nguyên bước ra một bước, hai tay giơ lên chống đỡ tất cả uy áp kia, hắn dùng hết tất cả sức bình sinh mà quát lớn, các ngươi đi đi. Mọi người Thanh Dương trưởng giáo chần chừ không muốn rời đi mà quay lại hét lớn, Chu Nguyên nhanh né đi, ngươi không thể nào chặn lại được công kích của thánh giả đâu. Trên quả cầu lửa có thánh hỏa phản phất trực tiếp hòa tan thánh long chi khu của Chu Nguyên, bộ dáng của thanh niên lúc này cực kỳ thê thảm, máu thịt và làn da đều bị thiêu đốt. Trong tiểu viện Chu Thiên Thành, Yêu Yêu trầm mặt nhìn thấy Cờ rất thương tích đầy mình, nàng đang ôm Thôn Thôn chợt siết chặt tay làm thằng nhỏ méo có động đậy được. Bất ngờ Thương Uyên xuất hiện trước mặt nàng vội vàng nói, Yêu Yêu, đừng kích động, ngươi phải tin tưởng Chu Nguyên, hắn nhất định sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Toàn thân lúc này của Chu Nguyên be bét máu, một lần nữa gào thét. Tổ Long, bàn thiên thuật, chỗ mi tâm Chu Nguyên hiện lên một cỗ lão chi lực. Cuối cùng hội tụ vào hai cánh tay Chu Nguyên trực tiếp hung hăng đánh tới quả cầu lửa kia. Va chạm trong nháy mắt, vô số phong bạo bộc phát quét sạch Thánh Châu Đại Lục. Mà chỗ sáng ngời bộc phát kia dẫn tới một nửa Thương Huyền Thiên đều rực sáng. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo kinh hãi nhìn qua chỗ cái hố bom kia đều thấy rõ ràng thanh niên chính diện cùng quả cầu lửa kia va chạm, không thể nghi ngờ là bốc hơi không thấy xác. Chẳng mấy chốc, khói bụi dần tản đi, cảnh tượng trở nên rõ ràng, Chu Nguyên nằm bất tỉnh nhân sự, toàn thân trọng thương nghiêm trọng trông cực kỳ thê thảm. Mà ở trong Đại Chu Vương thành kia, hai vợ chồng Chu Kình hai mắt đỏ cái đau lòng như dao cắt gọi tên Chu Nguyên. Hai ẻm Lục La và Tả Khâu Thanh Ngư mặt tái nhợt ngưng trọng nói, hắn vậy mà thật sự có gan dạ đi nghênh kích thánh giả. Vô số sinh linh Thương Huyền Thiên không khỏi phẫn nộ mang theo vô lực, vì bọn hắn không làm được chuyện gì mà chỉ có mình Chu Nguyên đơn thân độc mã chiến khô máu với Thánh Nguyên đến bây giờ. Chu Nguyên minh chủ, cảm tạ ngài, Chu Nguyên minh chủ, hy vọng ngài sẽ không gặp tai họa nữa. Bọn họ đang thành kính cầu nguyện cho thanh niên bình an vô sự. Thánh Nguyên nghe được những lời cầu nguyện thành kính kia không nhịn được liền cười ẻ, Chu Nguyên, xem ra ngươi đã lấy được lòng người của vô số sinh linh Thương Huyền Thiên, chỉ đáng tiếc là mấy lòng người của sâu kiến không có tác dụng gì. Ta sẽ đứng trước mặt bọn họ đem hy vọng của Thương Huyền Thiên này triệt để bóp chết. Thánh Nguyên một lần nữa kết ấn, vô số vĩ lực thánh giả tràn ra tạo thành một quả cầu lửa siêu to khổng lồ hơn cái lúc nãy đánh vào chỗ sâu của cái hố bom Chu Nguyên đang nằm. Lúc này Chu Nguyên ở trong cái hố bom nhìn lên có chút gian nan cười, Thánh Nguyên, ngươi sai rồi, lòng người mặc dù nhỏ nhưng chưa chắc là vô dụng. Còn cứng miệng, đi chết đi. Thánh Nguyên cung chủ nghe được lời này của thanh niên càng cười khẩy lớn tiếng hơn, bất giác bàn tay đè xuống. Quả cầu lửa cứ thế mà oanh tạc ầm 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 xuống chỗ Chu Nguyên, lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt mấy trăm vạn dặm địa vực. Giờ phút này, Thương Huyền Minh chấn kinh, đột nhiên Thanh Dương trưởng giáo nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Ở chỗ đó có một sức mạnh tồn tại giống như thiên địa sơ khai lúc mới hình thành. Loại sức mạnh này đang bảo vệ cho Chu Nguyên đồng thời hấp thu công kích của Thánh Nguyên. Từng tia sáng bắt đầu ngưng kết bắn ra từ thạch ấn cổ lão đang lơ lửng trên đỉnh đầu Chu Nguyên. Tất cả mọi người lúc này đều biết đó chính là Thương Huyền Thánh Ấn. Không ai nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, Thương Huyền Thánh Ấn trong truyền thuyết lại xuất hiện. Dưới thánh quang của Thương Huyền Thánh Ấn, Chu Nguyên cấp tốc hồi phục chậm rãi đứng lên lạnh lùng nói. Thánh Nguyên lão cẩu lại không thể giết được ta rồi. Thánh Nguyên khi này càng thêm khó hiểu, vì Thương Huyền Thánh Ấn là vật vô chủ, tại sao bây giờ lại bảo vệ cho Chu Nguyên. Ở bên này Chu Nguyên cảm thụ được lực lượng dồi dào, một lần nữa trầm giọng nói.
Bây giờ sinh linh của Thương Huyền Thiên đều đang còn chúc phúc trợ uy, Thương Huyền Thánh Ấn vô chủ sẽ nhận ảnh hưởng của họ, từ đó làm cho nó càng gần ta hơn. Thánh Nguyên nghe xong điên tiết chửi, lòng người chó má, chỉ có sức mạnh mới có thể nắm giữ tất cả. Hắn vừa dứt lời lập tức sát cơ ngập trời đột nhiên bộc phát, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Lôi Lai, một đầu lôi thú đỏ rực ngửa mặt lên trời gào thét như sấm lao thẳng tới chỗ Chu Nguyên. Thanh niên duỗi bàn tay ra, Thương Huyền Thánh Ấn liền rơi vào trong tay, Chu Nguyên cười nói: "Người bạn cũ, năm đó làm ngươi nát bét, đừng trách ta nhé. Xin hãy đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn." Chu Nguyên nắm chặt Thương Huyền Thánh Ấn, tự thân cảm nhận mình triệt để dung nhập vào thiên địa. Bàn tay nhấc lên, đất đá ở sâu trong đất đột nhiên vọt lên hình thành một đầu thổ long trực tiếp nghênh tiếp hủy diệt lôi thú. Lôi thú cùng thổ long ầm ầm đâm vào nhau, lôi quang bạo phát, đất đá bay tung tóe. Loại kết quả này làm anh em hóng hớt há hốc cả mồm, Chu Nguyên đã đem công kích của Thánh Nguyên chặn lại rồi. Lúc trước một kích của Thánh Nguyên suýt chút nữa tiễn Chu Nguyên lên đường bán muối, giờ phút này có Thương Huyền Thánh Ấn tương trợ, khoảng cách của hai người đã thu nhỏ lại rõ rệt. Đây đối với Thương Huyền Thiên thật sự là một tin tốt lành. Lúc này Thánh Nguyên cực kỳ âm trầm, hắn không nghĩ Chu Nguyên khó chơi đến mức này, ngay cả khi bước vào thánh giả cảnh cũng không nghiền ép được Chu Nguyên. Hắn hít sâu một hơi áp chế lại tâm tình xong thản nhiên nói: "Xem ra cục diện sau này khó mà phân ra thắng thua, nhưng mà ngươi cũng không làm gì được ta, chi bằng." Nhưng Thánh Nguyên còn chưa nói hết câu thì Chu Nguyên nhếch miệng cười: "Chờ một chút, ai nói là ta không làm gì được ngươi?" Thanh niên thoáng nhìn qua Thương Huyền Thánh Ấn đang tỏa sáng cười cười nói: "Lão tổ, còn không hiện thân sao?" Đột nhiên từ trong Thương Huyền Thánh Ấn luồng ánh sáng ngưng tụ tạo thành giống y như đúc với Thương Thuyền lão tổ. Đại quân Thương Huyền Minh xôn xao, những cường giả cao tầng càng lộ vẻ rung động, không ai nghĩ thiên chủ Thương Huyền Thiên lại còn có thể hiện thân. Thanh Dương trưởng giáo kích động không thôi gọi lớn sư tôn, những cường giả còn lại giật mình cảm thán kêu Thương Huyền lão tổ. Thánh Nguyên thấy thế cay cú siết chặt răng chửi lớn: "Đù mía Thương Huyền, đừng có giả thần giả quỷ nữa, ngươi chẳng qua chỉ là một đạo phân thân còn sót lại mà thôi. Trận đại chiến năm ấy hắn rõ ràng là đem Thương Huyền lão tổ cùng phân thân của ngài xóa đi, nhưng hiển nhiên bây giờ là không có làm sạch sẽ, mà hắn kiểm tra trong các phần của Thương Huyền Thánh Ấn cũng không có phát hiện lão tổ đã động tay chân." Lão tổ trừng mắt liếc nhìn Thánh Nguyên một cái rồi cười nói: "Nói một cách bình thường là ta không làm gì được ngươi, nhưng tiểu tử này không còn là thần phủ cảnh nhỏ bé như sâu kiến ban đầu nữa đâu." Sau đó Thương Huyền lão tổ cảm thán nhìn sang Chu Nguyên: "Mười mấy năm trước là ngươi muốn mượn sức mạnh của ta, hiện tại là ta muốn mượn sức mạnh của ngươi." Chu Nguyên mỉm cười: "Ta rất vui." Nghe xong, Thương Huyền lão tổ chợt xòe lòng bàn tay, trực tiếp lấy từ trong thể nội Chu Nguyên một đạo thất thải lưu ly và Thương Huyền Thánh Ấn. Thương Huyền lão tổ một tay kết ấn điều khiển hai vật kia, sau đó nói với Chu Nguyên: "Để cho ngươi xem thử khi một vị thiên chủ ở thiên vực có uy lực đến bậc nào." Chớp mắt, Thương Huyền Thánh Ấn cùng thất thải lưu ly đồng thời biến mất. Trong hư không, một cái hồ lô khổng lồ cổ lão xuất hiện đem Thánh Nguyên giam cầm ở trong đó. Thuật này là năm đó Thương Huyền lão tổ trưởng khống Thương Huyền Thiên liền cảm ngộ, một khi thi triển ra ngay cả thánh giả cũng khó có đường sống. Nó được gọi là Hỗn Độn Luyện Thánh Hồ, tự nhiên ngưng tụ thành bốn đạo quang hoàn xanh xanh đỏ vàng, bên trong ẩn chứa sức mạnh sơ khai, phong địa thủy hỏa, trùng diễn hỗn độn. Bốn đạo quang hoàn lẳng lặng trôi nổi trên hư không. Nó trực tiếp xuất hiện ở tứ phía xung quanh Thánh Nguyên, sức mạnh của chúng đã tiếp cận với thế giới bản nguyên, so với lực lượng thánh giả càng thêm thần bí khó lường. Mà Thánh Nguyên sắc mặt lúc này tái hơn đít nhái, sợ hãi không thể tin được, quát: "Đờ héo, cái lìn gì thế này?" Dưới sức mạnh phong địa thủy hỏa không ngừng thanh lọc, Thánh Liên vạn pháp bất nhập của Thánh Nguyên vậy mà dần dần bị tan ra rồi. Bên ngoài Thương Huyền Thiên, Kim La Cổ Tôn lặng lẽ thở dài, nhãn lực của ngài tự nhiên cũng nhìn ra được. Thương Huyền lão tổ mượn sức mạnh của Chu Nguyên làm căn cơ, sau đó vận chuyển sức mạnh bản nguyên của Thương Huyền Thiên, hy vọng có thể đem nguy cơ của Thiên Huyền Thiên có thể xóa bỏ. Lúc này màu vàng của Thánh Liên dần dần nhạt, những cánh hoa cũng bị lụi tàn. Lúc này Thánh Nguyên trầm mặt một lúc, khó có thể thừa nhận loại sâu kiến năm đó lại lật ngược cả mưu đồ của mình. "Lần này ta quả thật là thua rồi, nhưng mà các ngươi cũng không thắng được, các ngươi có biết nhiệm vụ cuối cùng của ta là gì hay không?" Hắn nhìn cay độc vào Thương Huyền lão tổ và Chu Nguyên oán hận cùng điên cuồng nói. Hai người nghe vậy ánh mắt cũng trở nên ngưng tụ, không đợi hai người bọn họ trả lời, Thánh Nguyên tiếp tục nói: "Là trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên, sau đó ta sẽ hiến tế cả Thương Huyền Thiên cho thánh thần. Thánh thần triệt để thức tỉnh sẽ kết thúc thế gian này." Thương Huyền lão tổ cùng chư thiên thánh giả sắc mặt kịch biến, không ngờ tên Thánh Nguyên này đập đá điên cuồng như vậy, phải tiêu diệt hắn ngay và luôn. Bất giác sát cơ trong mắt lão tổ ngập trời, ngài thúc giục toàn bộ sức mạnh của Hỗn Độn Luyện Thánh Hồ. Nhưng vào lúc này, thiên địa cùng phong gào thét ở giữa, Thương Huyền lão tổ biến sắc vì đạo thánh liên chỗ mi tâm Thánh Nguyên đang dần vỡ vụn, hắn đây là muốn tự bạo. Một vị thánh giả sinh ra đều xuất hiện dị tượng, đến khi vẫn lạc thiên địa dẫn phát ra dị tượng. Nguyên khí của thiên địa chấn động lan tràn đến cả trăm vạn dặm, cuối cùng bao trùm cả Thánh Châu đại lục, Thánh Nguyên muốn dùng lực lượng thánh giả vẫn lạc để đại giá cho vị thánh thần kia giáng lâm. Hai tay kết ấn, Thánh Nguyên hướng ánh mắt thâm độc của mình nhìn hai người lão tổ và Chu Nguyên chăn trối lần cuối: "Thương Huyền, Chu Nguyên, hy vọng cục diện tiếp theo các ngươi có thể chống đỡ lại được." Quan sát thiên địa dị tượng ngay lúc này, đám người Thanh Dương trưởng giáo rất nhanh nhận ra đó chính là Thánh Vẫn. Một cảm giác nặng nề không nói nên lời, làm cho nguyên khí của bọn họ khó mà vận chuyển hanh thông được. Thương Huyền lão tổ lúc này sắc mặt trở nên khó coi, không ngờ Thánh Nguyên lại hiến tế sinh mệnh của thánh giả, thật sự là quá điên cuồng.
lực lượng tự bạo trong thể nội Thánh Nguyên sắp sửa bộc phát, nhưng giọng nói hắn vẫn điên cuồng vang vọng khắp nơi. Ngươi không ngăn được ta đâu, ha ha ha. Ai nấy kinh sợ hốt hoảng vội hét lên, nhanh lên, tránh xa nơi này. Lực lượng thánh vẫn tạo thành một đóa huyết liên nở rộ, va chạm trong nháy mắt tất cả sinh linh đều sẽ bị tan rã. Mặc dù có hỗn độn luyện thánh hồ gia trì, nhưng không gian lúc này cũng bị tàn phá vô cùng thảm liệt. Nhờ có lực lượng của Thương Huyền Thánh Ấn mới đem sinh linh nơi đây rút xa ra mấy trăm vạn dặm. Ở chỗ sâu của vụ nổ tạo thành một cái biển máu, trong biển máu một tòa tế đàn quỷ dị chậm rãi trồi lên, hư ảnh ngồi xếp bằng chính là Thánh Nguyên Cung Chủ. Lúc này hắn đã mất đi nhục thân, ngay cả thần hồn cũng dần dần trong suốt, những điểm sáng không ngừng bay lên. Thánh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía đám người Chu Nguyên lão tổ và Thanh Dương trưởng giáo cùng nhiệt gọi Ngô Thần. Xin ngài hãy giáng lâm xuống thế gian lần nữa. Trên tế đạo đột nhiên một cột huyết trụ không ngừng thôn phệ thần hồn Thánh Nguyên rồi bắn lên tận trời. Chu Nguyên cùng Thương Huyền lão tổ liền cảm giác được Thiên Huyền Thiên có dị động, đó là một loại kết giới cực kỳ khổng lồ, e rằng là đã chuẩn bị không ít thời gian. Ở xa xa, đám người Thanh Dương trưởng giáo phá không lao tới gần chỗ Chu Nguyên và lão tổ kêu lớn, sư tôn Chu Nguyên, chúng ta nhận được tin tức các đại lục của Thương Huyền Thiên đều xuất hiện huyết trụ, đang còn không ngừng nở rộng ra và nuốt chửng tất cả sinh linh. Chúng ta phải ngăn chặn Thánh Nguyên lại. Thương Huyền lão tổ thở dài một tiếng than khó, kết giới đã thành cho dù thánh giả giáng lâm cũng khó mà ngăn cả được. Bọn người Chu Nguyên cùng Thanh Dương trưởng giáo hướng mắt về phía lão tổ gấp gáp hỏi, sư tôn, không còn cách nào khác nữa sao? Thương Huyền lão tổ trầm mặt một lát, thân thể cũng bắt đầu trong suốt, ngài hiểu rằng đạo phân thân này cũng sắp tới giới hạn. Chỉ còn cách cuối cùng, đó là có người chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên. Trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên, câu nói này của lão tổ làm cho những người ở đây đều ngây dại, ngay cả Thanh Thương trưởng giáo cũng nuốt nước bọt ừng ực. Mà mấy cường giả pháp vực còn lại trong mắt nhiệt huyết toát ra nồng đậm, vì đây chính là tồn tại trí cao vô thượng trong Thương Huyền Thiên, ai mà không mê tít mắt cho được. Từng tia mắt hâm mộ đều nhìn về phía Chu Nguyên, mà bản thân Chu Nguyên có chút ngẩn người nói, muốn chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn tối thiểu phải bước vào thánh cảnh, ta không đủ tư cách. Thương Huyền lão tổ khẽ gật đầu, thời điểm bình thường đúng là như thế, nhưng lão tổ đánh giá trên một ý nghĩa nào đó miễn cưỡng là đủ, do thực lực của Chu Nguyên không yếu hơn bán thánh. Đồng thời trước mắt Thương Huyền Thiên có đại kiếp nạn, vô số sinh linh lâm vào tuyệt vọng, nhưng bọn họ đều cầu nguyện cho Chu Nguyên làm tăng tốc độ dung hợp của Thương Huyền Thánh Ấn, thậm chí đem một chút quyền khống chế giao cho thanh niên. Chu Nguyên trong lúc nhất thời không có nghĩ qua vấn đề này, hắn chỉ biết Thương Huyền Thiên chính là nơi mình sinh ra, ở đây có bạn bè của hắn, thế nên hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hủy nơi này. Lão tổ thấy thanh niên quyết tâm như thế liền nhìn hắn rồi bảo, ngươi quyết định kế thừa vị trí thiên chủ của Thương Huyền Thiên thì đặt bàn tay lên Thương Huyền Thánh Ấn đi con trai. Chu Nguyên nghe xong liền nghiêm túc chậm rãi duỗi tay ra đặt lên thánh ấn. Đột nhiên nguyên khí trong thiên địa trở nên sôi trào khi hai bàn tay Chu Nguyên bao trùm cả Thương Huyền Thánh Ấn. Trên hư không, nguyên khí tụ thành một cái quang kính phản chiếu sông núi vạn vật sinh linh, một lực lượng khủng bố từ trong quang kính khóa chặt toàn thân thanh niên. Đây là thử thách nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, nó sẽ kiểm chứng thực lực của Chu Nguyên có đủ hay không. Toàn thân Chu Nguyên lông tóc dựng thẳng đứng lên. Lão tổ gọi nó là khảo nghiệm thiên tâm cảnh. Không đợi Chu Nguyên có phản ứng gì, một chùm thiên lôi bổ thẳng xuống đầu Chu Nguyên. Ngươi phải chống lại đấy, đây là thử thách thánh giả cảnh, Thương Huyền lão tổ truyền âm đến nói với Chu Nguyên. Mà lúc này, Thánh Long chi khu bao trùm thân thể Chu Nguyên như một chiến giáp, tạo thành một đầu cự long cửu trảo tử kim ngửa mặt lên trời gào thét. Thời điểm thiên lôi oanh kích xuống thì cự long cũng gào giống thật lớn. Chu Nguyên pha này bị thiên lôi đánh tả tơi sơ mướp ra đầu tê dần dần, không nhịn được thanh niên liền lên tiếng. Lão tổ, không phải nói đơn giản một chút sao? Thương Huyền lão tổ ở bên ngoài cười khích lệ, cứ yên sờ tâm không hẹo được đâu, tin tưởng bản thân là có thể làm được. Nhưng tin tưởng bản thân là một chuyện, mà cái sức mạnh này khủng bố quá, cơ thể của Chu Nguyên sắp nứt ra rồi lại là chuyện khác. Mỗi lần thiên lôi giáng xuống phải nói là cực kỳ thống khổ, từ nhục thân đến thần hồn đều nhức nhói. Trong khi đó, thánh hồn của Thánh Nguyên bị đạo huyết văn quấn quanh vẫn cười khịa được, ha ha ha, tiểu tử này vẫn chưa nhập thánh, thiên tâm kiếp này đủ hủy diệt hắn, muốn nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Khảo nghiệm thánh giả mà Chu Nguyên có thể kháng cự đến thời điểm này cũng bởi nội tình quá mức hùng hậu, nhưng nếu tiếp tục nữa thì Chu Nguyên sẽ lâm vào hiểm cảnh. Thương Huyền lão tổ chợt hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt Thương Huyền Thánh Ấn, mượn nhờ một tia lực lượng quyền hành sau cùng đem nó thúc giục lên, giờ khắc này, ngài chỉ có thể giúp Chu Nguyên được đến đây thôi. Khoảnh khắc này, tất cả sinh linh của Thương Huyền Thiên trong đầu đều có một cảnh tượng đột nhiên lóe lên. Cột sáng màu máu bắn thẳng lên trời đang nuốt chửng hết thảy, vô số tiếng kêu thê lương truyền ra. Ở Đại Chu thành, Chu Kình Tần Ngọc kinh hãi nhìn thiên lôi không ngừng oanh xuống thân thể một người. Cảnh tượng cuối cùng đã ngưng động, đạo thiên tâm kiếp ở trên lưng người kia đang vất vả chống đỡ chính là Chu Nguyên. Nhục thân của thanh niên lúc này liên tục bị thiên tâm lôi ăn mòn, sớm muộn gì thánh long khí cũng bị phun phí hết, khi đó thân xác của Chu Nguyên sẽ không thể khôi phục được. Bất giác trong mắt căng tròn, thanh niên có chút khiếp sợ đến vãi mồ hôi hột. Cùng lúc đó vô số giọng nói vang lên, đại kiếp diệt thế, Nguyên Ngộ Thiên. Trong khi nhục thân không ngừng bị ăn mòn thì cu cậu chợt nhận ra có một cảm giác rất lạ. Vô số sinh linh Thương Huyền Thiên không chút do dự nhắm mắt lại, dùng một loại tâm thái vô cùng thành khẩn, đang còn tự cầu nguyện trong lòng. Toàn bộ sinh linh lúc này không ngừng cầu nguyện, âm thanh vang lên hội tụ thành dòng lũ phá không tràn vào trong Thương Huyền Thánh Ấn, về sau chuyển hóa vi diệu vào trong thể nội Chu Nguyên.
Dũng giả bất diệt, bốn chữ này ngay cả thánh giả chân chính cũng không dám tự xưng, nhưng lúc này cỗ lực lượng thần bí này giống như lĩnh vực của thần. Lực lượng này thông qua những lời cầu nguyện làm cho nhục thân lẫn thần hồn của Chu Nguyên cứng cỏi không gì sánh bằng, khoảnh khắc đó các vết thương sâu ngoáy lập tức liền lại. Chu Nguyên dường như lúc này đã có một loại thuộc tính bất tử bất diệt nào đó, nhục thân tương đương với pháp vực cảnh cực hạn tiến thêm một bước vào thánh giả cảnh có thể đạt được thánh thể. Vô số đạo thần lôi không ngừng oanh kích xuống mà nhục thân của Chu Nguyên đang dần dần bành trướng như một người khổng lồ. Những đường quang văn màu vàng liên tiếp rót vào phía trước ngực Chu Nguyên hình thành một đóa thánh liên rực rỡ. Khắp thân thể Chu Nguyên như tỏa ra hào quang, ánh sáng không ngừng lưu chuyển làm cho những đường vân mạ vàng càng trở nên thần bí hơn, uy áp như vậy chỉ có thánh giả mới có được. Bất quá lúc này Chu Nguyên cũng có thể xem là bán thánh, giơ chân nhấc tay có thể cùng thánh giả chiến một trận. Xem ra là ngươi đã chống đỡ được rồi, tiếng cười của Thương Huyền lão tổ truyền đến, Chu Nguyên tỉnh táo lại ôm quyền đa tạ lão tổ giúp đỡ. Thương Huyền thánh ấn lúc này chậm rãi bay tới trước mặt Chu Nguyên, Thương Huyền lão tổ nhìn thanh niên bảo cu cậu đem thần hồn lạc ấn trong thánh ấn trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên. Thần hồn Chu Nguyên lấp lóe, sau một khắc có một đạo lực lượng thần hồn tràn vào trong thánh ấn. Thương Huyền lão tổ như chút được gánh nặng, trên mặt vô cùng vui mừng, sau đó ôm quyền đối với Chu Nguyên có chút khom người nói: "Chúc mừng Chu Nguyên thiên chủ." Khi thanh âm ôn hòa của Thương Huyền lão tổ vang vọng giữa thiên địa, vô số sinh linh Thương Huyền Thiên đều hướng đến Chu Nguyên hành lễ: "Chúc mừng thiên chủ, chúc mừng thiên chủ." Thanh Dương trưởng giáo, Thương Huyền tông của ngươi thật đúng là chiếm hết khí vận rồi. Mấy cường giả pháp vực cảnh cảm thán cực kỳ hâm mộ. Chỉ có thể nói là ý trời như vậy, Thanh Dương trưởng giáo khiêm tốn đáp lời bọn họ. Trên một ngọn núi xa xa, mấy người Tiểu Lục La, Sở Thanh, Ninh Chiến, Tả Khâu Thanh Ngư trong lòng có chút phức tạp tràn đầy cảm thán lẫn vui mừng. Tiểu Lục La chống nạnh hai tay vênh mặt lên đá mắt một cái nói, xem ra sau này có cái đùi lớn để ôm rồi. Người anh em tốt của ta là thiên chủ của Thương Huyền Thiên đấy, ai dám chọc đến bổn tiểu thư. Lúc này Lý Thuần Quân vô cùng ngưỡng mộ Chu Nguyên với thiên phú và tiềm lực của Chu Nguyên, việc tiến vào thánh giả cảnh chỉ là vấn đề thời gian, điều này làm cho Lý Thuần Quân rất là bội phục. Thấy được cảnh này, thánh hồn của Thánh Nguyên ngoác mồm kinh hãi, sao lại như vậy chứ, sao ngươi có thể chặn lại được thiên tâm kiếp chứ? Hắn mưu đồ bao nhiêu năm nay, dốc hết cả tâm tư ra mà bây giờ đổ sông đổ biển. Trên hư không, thiên địa nguyên khí bắt đầu tụ đến rơi vào mi tâm Chu Nguyên, một đạo ấn ký bí ẩn làm cho người ta khiếp vía không dám nhìn thẳng, đây là thiên chủ chi ấn. Một kiện áo bào lộng lẫy tinh hoa, từng đường tơ vàng lóe ra dị quang tạo thành nguyên văn cổ lão, đây chính là thiên chủ pháp bảo. Hai mắt Chu Nguyên chậm rãi nhìn về phía chỗ Thánh Nguyên, trong đôi mắt đó sát cơ âm thầm vút qua. Thánh Nguyên, ân oán giữa chúng ta đã đến lúc phải triệt để kết thúc rồi. Thương Huyền thánh ấn trên lòng bàn tay Chu Nguyên chợt tỏa ra hào quang, thiên chủ chi bảo cũng trở nên sáng rực. Điều đầu tiên Chu Nguyên muốn làm nhất lúc này chính là giải quyết những huyết hồng quang trụ đang tàn phá bừa bãi không ngừng thôn phệ vô số sinh linh. Ánh mắt cu cậu lướt qua, nhiệt độ giữa thiên địa bỗng nhiên giảm xuống, từng đạo thánh hỏa màu vàng kim rơi vào trong huyết trụ ở bốn phương tám hướng, sau đó nhanh chóng đem huyết hồng quang trụ kia vây lại. Sau cùng ngọn lửa màu vàng triệt để thiêu đốt huyết hồng quang trụ trong Thương Huyền Thiên không còn một mống nào. Vô số người đang tuyệt vọng như buồn ngủ gặp chiếu manh lập tức hoan hô như muốn phát khóc, chúng ta được cứu rồi, là thiên chủ đại nhân đã cứu mọi người. Lúc này khuôn mặt Thánh Nguyên có chút vặn vẹo quát lớn, đù mía, ta vẫn chưa thua đâu, tòa thánh đàn này chính là do thánh tộc ban cho, dù ngươi trở thành thiên chủ cũng không hủy được nó. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đại địa bắt đầu rung lắc dữ dội, phía dưới huyết hải, ngọn lửa màu vàng bao trùm cả tòa tế đàn bắt đầu nâng nó lên ầm ầm ầm. Thánh Nguyên có chút không tin được, tòa kết giới hiến tế hao hết mười mấy năm chuẩn bị cứ như vậy mà bị Chu Nguyên nhẹ nhõm phá giải, hay không thể tả. Trong lòng đắng chát, Thánh Nguyên lẩm bẩm, đây chính là sức mạnh của thiên chủ sao, ta thật sự sắp ngủ củ tỏi rồi sao, sao ta lại đi đến bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan chứ. Trước đây Thánh Nguyên từng lấy Thương Huyền lão tổ làm mục tiêu cực kỳ hâm mộ, khi đó lão tổ có trong tay quyền hành chấp trưởng Thương Huyền Thiên rất ngầu lòi. Nhưng Thánh Nguyên phát hiện có đuổi theo thế nào cũng méo theo kịp bước chân của lão tổ. Trong lòng hắn không cam tâm dần dần trở thành chấp niệm, không biết từ lúc nào ở sâu trong nội tâm Thánh Nguyên có một tiếng nói thầm, hắn biết được âm thanh đó đến từ vị thánh thần không gì không làm được. Thánh Nguyên cười khổ lắc đầu, thôi bỏ đi, hãy để cho tất cả kết thúc ở nơi này đi. Thánh thần, xem ra những thứ mà ngươi bỏ ra ở trên người của ta là lãng phí vô ích rồi. Trong khi đó hỏa diễm màu vàng cuốn tới bao trọn cả tòa tế đàn cùng Thánh Nguyên. Đột nhiên trong lòng Thánh Nguyên chợt có một giọng nói nhỏ vang lên, không, đừng hủy diệt tế đàn. Nhưng lời nói kia không thể truyền ra thì thánh liên màu vàng lúc này nhanh chóng khép lại, hỏa diễm gào thét. Thánh hồn của Thánh Nguyên cũng trong khoảnh khắc đó bốc hơi cùng với tòa tế đàn kia, tất cả đều tan biến thành hư vô. Nhiều cường giả Thương Huyền Thiên nhận ra hơi thở của Thánh Nguyên đã hoàn toàn biến mất rồi, chiến loạn Thương Huyền Thiên kéo dài mười mấy năm rốt cuộc cũng kết thúc. Tiếng reo hò vang vọng cả Thương Huyền Thiên, mấy người Thiện Thanh Tử thần sắc có chút phức tạp nhìn chỗ thánh liên tiêu tán. Bọn họ đều hiểu đối thủ nhiều năm một mất một còn, mặc dù đáng tiếc nhưng đã đem đến tai họa cực lớn cho Thương Huyền Thiên, bây giờ cứ để cho Thánh Nguyên và Thánh Cung chôn vùi theo thời gian thôi. Bọn họ bây giờ lại lần nữa có được thiên chủ, sau này Chu Nguyên sẽ nắm giữ quyền hành của phiến thiên địa này, trở thành người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng của Thương Huyền Thiên. Lúc này Thanh Dương trưởng giáo chợt cười nói, nếu như Thánh Cung đã bị diệt, ta thấy Thương Huyền Minh cũng nên giải tán rồi.
Hắn vừa dứt lời, mấy người Thiên Kiếm Tôn liền tỏ vẻ không vui, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Thanh Dương trưởng giáo. Thiện Thanh Tử gào lên như tát nước, ngươi là muốn gấp gáp cắt đứt mối quan hệ của mấy người bọn ta với Thiên Chủ chứ gì? Ngươi muốn độc chiếm sự chiếu cố của Thiên Chủ sao? Chúng ta sẽ đi theo Thiên Chủ đấy, đồ vô liêm sỉ. Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy không khỏi xấu hổ thầm chửi một tiếng, mấy người các ngươi trước đó không phải nói như vậy sao? Trận bạo loạn này cuối cùng cũng kết thúc rồi, giọng nói của Thương Huyền lão tổ truyền đến. Chu Nguyên nghe thế trịnh trọng thay mặt sinh linh Thương Huyền Thiên cảm ơn lão tổ. Nếu như lão tổ không lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở đằng sau, kết quả cuối cùng chỉ sợ là khó mà dự đoán được. Thương Huyền lão tổ trong mắt tràn đầy vui mừng cười nói, Chu Nguyên, ngươi của tương lai nhất định sẽ vượt qua ta. Nói xong lão tổ hướng mắt về bọn người Chu Nguyên, Thanh Dương trưởng giáo Liễu Liên Y khoát tay áo một cái, thân thể từ từ tan biến lưu lại một tiếng thở dài. Chu Nguyên, tương lai Thương Huyền Thiên sẽ giao lại cho ngươi, ta rất may mắn năm đó ở trong thánh tích đợi được ngươi xông vào. Thương Huyền lão tổ lần này thật sự là dùng đến lá bài tẩy cuối cùng rồi, chuyến đi này là vĩnh biệt. Trong trời đất, nhiều người đang còn bái lạy, bày tỏ sự kính trọng của họ đối với vị thiên chủ tiền nhiệm này. Chu Nguyên thoáng buồn hiểu được, vị lão tổ này chân chính bỏ hết tâm huyết vì Thương Huyền Thiên mà chuẩn bị cho đến giờ. Trong nháy mắt trong lòng Chu Nguyên hiện lên bất an, một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên bắn vào trong mặt Chu Nguyên. Với thực lực và quyền hành chấp trưởng Thương Huyền Thiên của Chu Nguyên, mà ánh sáng màu đen kia tùy tiện xuyên qua là một loại thủ đoạn tuyệt đối không hề đơn giản, thánh giả bình thường đều không làm được. Nhưng Chu Nguyên lại không phát hiện được gì, còn cho rằng có lẽ đó là ảo giác. Chu Nguyên lập tức dùng Thương Huyền Thánh Ấn dẫn động đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh. Chợt một thanh âm quen thuộc truyền vào tai Chu Nguyên, vừa nãy chính là thánh tộc xác định vị trí của ngươi. Đó là giọng nói của Kim La Cổ Tôn, nhưng trong lời nói ấy dường như có chút ngưng trọng vì ngài đang chiến đấu kịch liệt với cổ thánh của thánh tộc. Kim La Cổ Tôn bảo rằng cổ thánh đã đi vào Thương Huyền Thiên rồi, chỉ cần đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh mở ra, bọn chúng không thể không rời khỏi. Chu Nguyên không chút do dự, Thương Huyền Thánh Ấn lập tức dâng lên, một tòa đại trận bao trùm cả Thương Huyền Thiên bắt đầu dâng lên, vô số nguyên văn cổ lão dâng trào ẩn chứa lực lượng thánh giả mênh mông. Đột nhiên hai bàn tay đen khổng lồ trong hư không tập kích vào tòa đại trận, vô số cường giả rung động vẻ mặt sợ hãi hét lớn, mọi người cẩn thận, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Hai cái đại thủ va chạm vào đại trận, vô tận kinh lôi nổ vang, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều bị chấn động. Chỉ thấy nơi đó, hỗn độn hư không bị xé rách ra. Chu Nguyên lúc này sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hai bàn tay khổng lồ kia đã minh bạch cho thanh niên biết người vừa xuất thủ không phải dạng vừa đâu. Tất nhiên đó là thánh tộc đang nhằm vào Chu Nguyên mà đến. Đột nhiên hai vị cổ thánh chưa từng xuất thủ bây giờ hiện thân ở Thiên Huyền Thiên lúc này. Toàn bộ nguyên khí thiên địa phản phất bạo động vì có lực lượng khủng bố từ bên ngoài tiến vào. Ma Cật Cổ Tôn đầu khất sam trổ, thân thể cường tráng, khuôn mặt hết sức quỷ dị hỏi: "Ngươi chính là Chu Nguyên đúng không? Những năm nay ngươi đã gây ra rất nhiều phiền phức cho thánh tộc ta." Kẻ mặt áo bào trắng, hai con ngươi đen sì như ngọn lửa đen khiến lòng người sợ hãi tên là Hắc Chiếu tiếp tục lạnh lùng tiếp lời: "Một sâu kiến cuối cùng vậy mà trở thành Thiên Chủ Thương Huyền Thiên, đầu quân vào thánh tộc ta, giao ra Thương Huyền Thánh Ấn, giữ lại tính mạng cho ngươi." Đông đảo cường giả Thương Huyền Thiên mặt tái hơn đít nhái, bọn hắn vất vả lắm mới tiêu diệt được tên Thánh Nguyên, bây giờ lại kéo đến hai tên cổ thánh, thánh tộc đây là muốn hủy diệt Thương Huyền Thiên sao? Bất ngờ tám đạo lưu quang rơi xuống trước mặt Chu Nguyên, đây là tám vị chư thiên thánh giả giáng lâm, mà người dẫn đầu nhóm này chính là Thương Uyên Đại Tôn. Vừa nhìn thấy Thương Uyên, Chu Nguyên lên tiếng kêu sư tôn. Thương Uyên không quay đầu nhưng mặt lộ nụ cười lên tiếng, "Chu Nguyên, ngươi làm rất tốt." Lúc này Hắc Chiếu lướt mắt lạnh lùng nhìn qua tám vị song liên thánh giả thản nhiên nói, "Chỉ dựa vào mấy tên song liên cảnh như các ngươi, sao thế, ba vị cổ tôn kia không rảnh tới đây chơi sao?" Thương Uyên đáp lời, "Mấy người chúng ta muốn lãnh giáo uy thế cổ thánh một chút, vì thế đã tự tới đây." Chợt Hắc Phong gào thét kéo đến, Tổ Long Đăng trong lòng bàn tay Thương Uyên hiện ra, những luồng khói đen cuồn cuộn đều bị hút vào trong Tổ Long Đăng. Hắc Chiếu mặt lộ vẻ kiên kỵ liền chửi thề, "Đáng ghét, lại là Tổ Long Đăng. Đây là bảo vật đứng hàng thứ hai trong chư thiên thánh bảo, ngay cả cổ thánh cũng sẽ bị thua thiệt nếu gặp phải nó." Đột nhiên Thương Uyên quát lớn, "Tổ Long hỗn độn diễm, diệt tự!" Tám vị thánh giả đều đem tinh huyết nhỏ vào trong Tổ Long Đăng, sau một khắc hỏa diễm hỗn độn gào thét ra, đem toàn bộ thiên địa quy về hỗn độn vô thanh vô thức. Hai cột lửa hỗn độn đang còn dâng lên đem Ma Cật cổ thánh và Hắc Chiếu cổ thánh trực tiếp nhốt vào trong đó. Thương Uyên đá mắt nhìn về hướng Chu Nguyên nói, "Lần này có thể vượt qua nguy cơ hay không là phải dựa vào ngươi rồi con trai." Sư tôn hắn bảo dùng ý chí của bản thân dung nhập vào thiên tâm, lúc đó Chu Nguyên mới thật sự được xem là người nắm giữ Thương Huyền Thiên. Khoảnh khắc đó có lẽ chính là bước ngoặt để Chu Nguyên nhập thánh. Chu Nguyên nghe xong trong lòng chấn động, hai mắt mở to, bởi vì hai chữ nhập thánh chính là ước muốn cả đời của người tu luyện chân chính. Đã kết thúc tập 900 và 907 của bộ truyện tranh Nguyên Tôn rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.